Tiếp theo Nhi sẽ thử món best seller số 3 của Katina. Món có tên là trà ô long dâu Mai Sơn. Long dâu Mai Sơn. Và mình sẽ thử ha, coi nó như thế nào. Thì cái trà ô long dâu Mai Sơn này á, nó cũng có một cái thạch atiso. Thạch atiso lúc này là không có mùi đào nữa. Màu thì giống cái thạch vừa rồi nhưng mà lúc này là không có mùi đào. Trong này thì sẽ có dâu nè anh chị, dâu. Đây. Cái dâu này là chắc làm từ dâu tươi bởi vì mình thấy là có cái những cái mắt. Những cái mắt của dâu luôn nè, thấy không? Cả nhà thấy cái phần nước không? Có lẽ là giống như lấy nước trà xay từ dâu tươi. Và bây giờ mình khuấy lên, mình thử nước nha. Màu đẹp nha mọi người, mình như rót ra cho mọi người có cái màu. Tại cái ly này nó màu xanh, không thấy được cái màu bên trong, chứ cái màu ly này đẹp, màu dâu. Màu đỏ dâu nhìn xuất sắc ha. Trà ô long dâu Mai Sơn. Nhi uống á, Nhi nghe cái mùi thơm dâu nhẹ. Mùi thơm của chanh nữa. Và không nghe mùi thơm của trà. Katinat ơi, qua Vinpa mua cái trà ô long lọc thoát đi. Tại vì trà ô long lọc thoát nó thơm đó, mình pha mấy cái trà trái cây này hoặc là trà sữa ô long nó sẽ thơm ngon hơn. Chứ hiện tại món này cái vị á, cái vị thì chua ngọt hài hòa ngon. Nhưng mà không nghe thơm mùi trà, trong khi nghe cái từ là trà ô long thì lúc nào trong đầu khách hàng cũng sẽ chấp niệm vào cái mùi thơm của trà, bởi vì trà ô long nổi tiếng là thơm á. Nhưng mà riêng cái ly này uống là không nghe thơm mùi trà. Không nghe thơm mùi trà luôn. Ăn thử cái này nha. Thì thạch cũng bình thường. Tức là thạch thì có cái hương atiso. Và thạch là không mềm không cứng, chắc là công thức theo kiểu là 6g rau câu với 1,5 lít là nấu ra được cái độ mềm này. Đó. Thì như vậy là Nhi đã vừa review xong món số 3 có tên là trà ô long dâu Mai Sơn. Màu đẹp, chua ngọt hài hòa, tuy nhiên không thơm mùi trà. Thì Nhi thì rất thích thơm mùi trà cho nên món này Nhi cũng không cho điểm cao. Nếu mà uống mà không nói trà ô long chắc người ta tưởng nước ép dâu hay gì á. Tại vì nó không có mùi trà và cũng không có vị đắng chát á. Mà Nhi thì thích đậm vị trà, Nhi thích uống trà là phải có vị đắng chát nhẹ nhẹ. Sau đó phải có mùi thơm trà một chút. Nhưng mà ở đây là không đắng chát mà không thơm luôn. Nếu mà nhắm mắt uống là đoán là nước ép dâu. Cho nên thành ra là món này là thấy màu thì đẹp được đó nhưng mà không recommend lắm. Và vừa rồi Nhi đã vừa review xong một món best seller của Katinat. Và cảm ơn cả nhà đã xem phần review của Nhi. Mọi ý kiến ngon dở thì nó chỉ mang tính nhất là cảm quan cá nhân và tương đối. Vì vậy chúng ta xem một cách vui vẻ và hoan hỷ, đừng để cho mình buồn với bất kỳ chuyện gì nha. Rồi và tiếp theo là nếu như cả nhà muốn Nhi hướng dẫn cái công thức này thì hãy comment tên món vào phía bên dưới để được Nhi làm món cũng như là hướng dẫn cho mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video một lần nữa. Mình là Nhi Vinpa, giảng viên Học viện Pha chế Vinpa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.